Linh cảnh hành giả chương 1918, ra ngoài du lịch, một Quả nhiên, tin tức này vừa ra, đầu tiên là thần giả du cấp đội trưởng sủi tâm thảo luận, tiếp theo là các chấp sự tinh quan. Nhóm lớn môn phái nghiêm túc lập tức biến thành nhóm nhỏ quần ma loạn vũ. Truyền nhân ma quân rốt cuộc xuất hiện rồi sao, ở đâu ở đâu, mau đi bắt nha, cơ hội thăng chức tăng lương đừng bỏ qua. Sao tôi chưa nghe đồng nghiệp ngũ hành minh nói, tung tin Việt à? từng dòng tin nhắn nhanh chóng tràn đầy màn hình không có ai tin tưởng thẳng đến khi nhân vật cấp trưởng lão xuất hiện phong đô quỷ vương hắc nguyệt quý tộc từ nơi nào nghe nói trong nhóm lập tức yên tĩnh không ai gửi tin nhắn tràn màn hình nữa hắc nguyệt quý tộc trưởng lão tôi là nghe một người bạn ngũ hành minh nói hắn là cấp trên tối hôm qua ở tùng hải tham gia tiệc tối trưởng lão phó thanh dương tổ chức nghe nói truyền nhân ma quân hiện thân ở trên tiệc tối tình hình cụ thể không quá rõ âm cơ tin tức đáng tin không cô vừa xuất hiện không khí trong nhóm lập tức trở nên vi diệu phong đô quỷ vương và âm cơ một người là tình địch của ma quân một là người tình của ma quân nay truyền nhân ma quân xuất hiện hai vị này nghĩ hẳn tâm tình phức tạp đi hắc nguyệt quý tộc nơm nớp lo sợ nhập tin nhắn tôi tôi không biết nha lúc này trong nhóm có người gửi tin nói loại chuyện này hỏi viên đình một chút là biết Viên Đình. Mọi người đều phản ứng lại, đúng vậy, thái nhất môn có tiểu linh thông Viên Đình, chỉ cần không phải loại tình báo tuyệt mật không phải chúa tể đỉnh phong không thể biết, Viên Đình đều có thể tìm hiểu được. Hắn thậm chí biết tiền công tử âm thầm mắng Nguyên Soái là rác rưởi. Năng lực thu thập tình báo này, có thể xưng thần thông quảng đại. Viên Đình, ô, tin tức của các người rất nhanh đây, tôi đang chắc riêng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyện này tôi đã thăm dò rõ mạch là đám thần dạ du thái nhất môn tinh thần rung lên. Âm cơ viên đình, truyền nhân ma quân thật sự xuất hiện. Viên đình, hôm qua phó thanh dương trưởng lão vì vay tiền tổ chức tiệc tối, trong bữa tiệc, diệu đằng nhi cháu gái ngoại diệu trưởng lão ly kỳ mất tích, may mắn bọn họ có một món đạo cụ loại quy tắc tìm người, ngay đêm đó tìm về diệu đằng nhi. Viên đình, căn cứ cách nói của diệu đằng nhi, người bắt cóc cô ấy tự xưng truyền nhân ma quân, thân phận cơ bản đã xác định, sẽ không xảy ra sai lầm còn nhớ rõ lúc tháng 6 tôi từng nói với mọi người không, Đằng Nhi là người tình của ma quân. Hắc giả quý tộc, nhớ, cậu còn nói mẹ cô ấy cũng là người tình của ma quân. Hắc giả quý tộc, ngài tiếp tục nói. Viên đình, theo vị truyền nhân ma quân kia tự khởi tố, hắn là tới tiếp thu di sản của ma quân, trong tay diệu Đằng Nhi có một món di vật ma quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, di vật đã bị truyền nhân ma quân lấy đi. Viên đình âm cơ, âm cơ chấp sự, cô phải cẩn thận, truyền nhân ma quân rất có thể để ý tới cô đó. Phong đô quỷ vương, hừ, không biết sống chết, cứ việc đến. Ở trong viên đình thao thao bất tuyệt miêu tả, các thần dạ du thái nhất môn làm rõ mạch lạc sự việc. Thì ra truyền nhân ma quân vẫn luôn đáng kinh phát triển, hắn có thể đã đầu phục tổ chức thần bí nào đó, trong tổ chức này không thiếu thần dạ du đẳng cấp cao, bọn họ âm thầm mưu đồ di sản của ma quân, cũng vương xúc tu về phía cháu gái ngoại đại trưởng lão Bách Hoa Hội. Viên Đình, tôi đang thảo luận với Nguyên Thủy Thiên tôn đây. Chúng tôi nhất trí cho rằng truyền nhân Ma Quân đã đầu phục ám giả Mân Côi. Âm Cơ, có chứng cứ gì sao? Viên Đình, không có. Nhưng nếu không phải đầu nhập vào ám giả Mân Côi, vậy chỉ có thể có thể đầu nhập vào Thái Nhất môn chúng ta. Gã này nói chuyện vẫn là nói không cần nghĩ như vậy, không sợ bị trưởng lão treo lên đánh sao? Trong nhóm nhất thời trầm mặc, không ai dám tiếp lời. Tứ hợp viện phong cách thế kỷ trước. Trong sảnh chính, chấp hành quan cấp một thiên phạt liệt ma nhân ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, nghiêng đầu, con người màu lam nhạt chăm chú nhìn xích nhật hình quan ở một cái ghế thái sư khác. Hắn yên lặng nghe xong xích nhật hình quan giải thích, nếu mày nói, ngay cả ngài chúa tể đỉnh phong như vậy, cũng không cách nào thôi diễn ra tung tích của truyền nhân ma quân. Xích nhật hình quan có dáng người khôi ngô xé sống hổ báo, cao 2 mét, cơ bắp no đủ cường tráng, rõ ràng hơn 100 tuổi, khuôn mặt lại không có nếp nhăn thứ duy nhất tượng trưng tuổi là đầu đầy tóc bạc vị thần nhật du cường đại này tiếc nuối nói thái nhất môn cũng rất muốn bắt truyền nhân ma quân nhưng quan tinh thuật chỉ có thôi diễn tương lai không thể hồi tưởng quá khứ trong tương lai diệu đằng nhi sẽ không gặp truyền nhân ma quân tập kích nữa nhưng lấy sự thần dị của quan tinh thuật lấy tiểu thư diệu đằng nhi làm môi giới hẳn là có thể đạt được gợi ý chứ liệp ma nhân hiển nhiên là hiểu biết quan tinh thuật xích nhật hình quan lắc đầu truyền nhân ma quân được bí ẩn che chở, tin tưởng không có bất cứ gợi ý gì. Liệp ma nhân lại nói, có thể hay không mời môn chủ. Còn chưa dứt lời, đã bị xích nhật hình quan quyển chuyển từ chối, môn chủ quan sát thiên hạ, thôi diễn tương lai, nơi ở của hắn là cấm địa, tôi cũng không cách nào tới gần, chỉ có thể chờ đợi triệu hồi. Liệp ma nhân tiếc núi đứng dậy, quấy rầy rồi. Hắn bước ra khỏi cửa sảnh chính, đi ra khỏi tứ hợp viện, cùng ba cấp dưới chờ đợi ở cửa tiến vào xe. Xe chạy ra khỏi khu thành thị cũ này, liệp ma nhân mới nói. Thái nhất môn chưa bói toán được tin tức của truyền nhân ma quân, thậm chí ngay cả gợi ý cũng không có. Như vậy xem ra, truyền nhân ma quân quả thật đã đầu phục tổ chức bí ẩn. Hải yêu Osman cười lạnh, chấp hành quan đại nhân, ngài còn nhớ lời diệu trưởng lão không? Liệp ma nhân gật gật đầu, hắn là ám chỉ chúng ta, truyền nhân ma quân có thể đã đầu phục thái nhất môn. Osman chật chật nói, lão già là muốn lợi dụng chúng ta điều tra thái nhất môn, chấp hành quan đại nhân, chúng ta mắc câu hay không? Ngũ hành minh cùng thái nhất môn tuy như cây liền cành, nhưng trong một bang phái còn có phe cánh, huống chi là hai tổ chức. Thái nhất môn bắt cốc diệu đằng nhi đòi lấy di sản ma quân, theo Osman thấy là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa rất hợp lý. Dù sao nếu đi lưu trình quan phương, Ngũ Hành Minh khẳng định sẽ chào giá trên trời, yêu cầu chia sẻ di sản của ma quân. Liệp ma nhân trầm ngâm nói. Đương nhiên phải điều tra, hơn nữa phải điều tra quan minh chính đại, phải mời Ngũ Hành Minh giúp đỡ. Chẳng qua những thứ này đều có thể chậm lại, tìm Minh Vương trước. Osman đột nhiên nói, muốn kích hoạt mảnh vỡ la bàn quan minh, cần vài ngày thời gian nhỉ. Là kích hoạt gương dự ngôn. Liệp ma nhân nhìn cấp dưới, nói, cậu muốn nói cái gì? Osman ngạo mạn nhếch miệng cười nói. Ngũ hành minh tặng bột giặc trào phúng chúng ta, thái nhất môn lại coi chúng ta là kẻ ngốc lấy lệ, lão tử không vui, tôi muốn đại náo một phen. Ví dụ như, đánh chết Khương Cư, đánh chết phong đô quỷ vương. Lười nhát hô vơ cười nhạo nói, ngu xuẩn, phong đô quỷ vương đã tấn thăng chúa tể, cậu trái lại quan tâm tình báo ngũ hành minh rất nhiều nha. Osman nhún nhún vai. Vậy thì đánh âm cơ, ồ oh đúng rồi, còn có nguyên thủy thiên tôn. Mỗi ngày nghe các chấp hành quan cấp một nhắc tới nguyên thủy thiên tôn, lỗ tai cũng chai lên rồi, không dễ gì đến Trung Quốc một chuyến, không đánh kẻ này một trận, vậy cũng quá tiếc nuối rồi. Nát sa mặt không biểu cảm dở đài, cậu là muốn dẫm lên hắn để nổi danh. Osman còn chưa nói, Hover lười nhát cười nói. Có gì không thể, chúng ta không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Từng, cấp 6 lâu năm của ngũ hành minh không phải mục tiêu của chúng ta, trong bạn cùng lứa tuổi, lấy ra tay được chỉ quan phương tứ công tử, Phó Thanh Dương đã là chúa tể, Khương Cư là của cậu, vậy tôi tìm Linh Quân chơi chút, Hoàng Thái Cực thì thôi, đánh hắn quá mệt. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên trầm mặt ít lời ở ghế sau, Nát Xu Sa, cậu có thể chơi với hắn một chút, kỵ sĩ các người sức bền vô hạn, không kém gì thổ quái. Sức bền của thổ quái là đứng đầu trong toàn bộ nghề nghiệp, kỵ sĩ không bằng thổ quái. Natsusa chỉ luận sự lắc lắc đầu, mặt khác, kỵ sĩ không chiến đấu vô vị. Hắn nghiêm túc khắc nghiệt tiếp theo nhìn về phía Osman, trầm giọng nói. Nhân viên phục vụ đưa bột giặt kia, cậu sáng nay có phải muốn vụng trộn dìm chết hắn hay không? Tôi là nghề nghiệp hợp pháp, cũng không phải nghề nghiệp tà ác tâm địa độc ác. Osman chẳng hề để ý cười nói, giữ lại hắn một mạng, lúc này hẳn là ở bệnh viện. Natsusa gật gật đầu, từ trong ô vật phẩm lấy ra một tấm da dê, lấy tay thay bút, viết sột soạt. Osman Hari, cậu trái với công ước tổ chức hợp pháp toàn thế giới, ghi tội một lần, tập hợp đủ ba lần, tôi liền chém cậu một kiếm. Oh my god, kỵ sĩ các người tính cách cứng ngắc tựa như thịt bò khô thời trung cổ, các người vĩnh viễn đều không có khả năng đứng ở địa vị cao ở trong tổ chức, bởi vì thủ trưởng các người, cấp dưới các người, thậm chí người thân của các người đều lo lắng sẽ bị các người một kiếm giết chết mà lý do có thể là bọn họ buổi sáng ra ngoài không cẩn thận giẫm chết một con kiến osman lớn tiếng trào phúng đó là người không phải con kiến ở trong mắt tôi hắn chính là con kiến osman nếu cậu vẫn là tâm tính như vậy vậy tương lai cậu cũng sẽ trở thành con kiến bị người ta giẫm chết gặp quỷ rồi thu hồi bộ đạo lý lớn này của cậu tên kỵ sĩ đáng ghét khô khan này liệt ma nhân khoát tay cắt ngang hai người tranh chấp nói Hover, liên hệ thư ký dương của Bộ Ngoại giao một phen, nói chúng ta muốn tổ chức một hội giao lưu, hỏi hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Cư, Linh Quân cùng âm cơ sắp tới sẽ vào phó bản hay không? Hover oán giận nói, sớm biết đã dẫn đoàn trợ lý tới đây. Hắn lấy ra điện thoại di động gọi cho thư ký dương, biểu đạt đơn giản mong muốn của thiên phạt, sau đó tắt máy. Xe MPV chạy hơn 10 phút, thư ký dương gọi lại một cuộc. Hover yên lặng nghe xong, nói tiếng cảm ơn, tắt máy, nói. Hội giao lưu không thành vấn đề, Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể dự thi, Tùng Hải bên kia nói, hắn ra ngoài du lịch rồi. Ra ngoài du lịch. Osman ngẩn ra một phen, nghề nghiệp hợp pháp của quan phương tự do như vậy. Đã nói với cậu rồi, cần chú ý tình báo Ngũ Hành Minh nhiều hơn. Hover giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tổng bộ Ngũ Hành Minh quan hệ rất kém hắn bây giờ là viên chức tầng dưới chót, cầm tiền lương còn cỏi nhất, lại nào sẽ để ý công tác chứ? Trời xanh như giặc, ánh nắng tươi sáng. Đường cao tốc thẳng tắp đi thông cuối tầm nhìn, hai bên là đồng ruộng mênh mông, bông lúa ngã vàng lay động ở trong gió. Trương Nguyên Thanh ngồi ở ghế phụ, vừa gặm bánh chân nhân thịt mua ở khu phục vụ cao tốc, vừa nhìn núi xanh ngoài cửa kính càng lúc càng nhiều, nói. Bánh chân nhân thịt hòa thành đúng là ngon, nữ vương, đợi lát nữa ra khỏi cao tốc, Mua mấy hộp bánh chân nhân thịt mang theo, chúng ta trên đường từ từ ăn. Bọn họ đã lái ra khỏi Tùng Hải, tiến vào địa giới Hoa Thành, Hòa Thành là thành thị cấp địa của tỉnh Giang Nam, mà địa mạo tỉnh Giang Nam thuộc loại đồi núi, từng mảng lớn dãy núi này là thứ ở Tùng Hải không nhìn thấy được. Trương Nguyên Thanh lần này ra ngoài có hai mục đích, một là bắt Minh Vương, hoàn thành nhiệm vụ của hiệp hội Mỹ thần, thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió. Hai là săn bắn nghề nghiệp tà ác, cắn nuốt linh thể tăng lên thái âm lực. Sau giai đoạn thánh giả, lực lượng thể nhân vật rót vào biến thành tinh thần lực, hắn lại không chủ tu thái âm, cho nên muốn tăng lên thái âm lực, chỉ có không ngừng cắn nuốt linh thể phẩm chất cao. Đối với thần giả du và tinh quang mà nói, đây là con đường tìm chết. Nhưng Trương Nguyên Thanh mang nhật chi thần lực, cắn nuốt linh thể ô nhiễm tinh thần sớm đã không thể ảnh hưởng đến hắn. Nữ vương lái xe tồ một tiếng, sau đó kiên kỵ liếc cương chiếu hậu bên trong xe một cái, trong gương chiếu ra một người đẹp tuyệt sắc tóc vàng mắt xanh. Cô biểu môi, dùng giọng địa phương thành phố bàn giải nói. Linh Hy, em nói hắn dẫn con hồ ly này theo bên người làm gì? Thừa dịp quan nhã tỷ không có đây treo hoa ghẹo nguyệt thôi, chờ quan nhã tỷ trở về, em phải tố cáo anh ấy. Tạ Linh Hy ghế sau hừ hừ nói. Lần này ra ngoài, Trương Nguyên Thanh mang theo cả Annie, điều này làm Tạ Linh Hy và nữ vương cảm thấy áp lực gấp bội. Tuy hai cô tự cao về vẻ đẹp, nhưng ở trước mặt nghề nghiệp ái dục, Quan Nhã cũng không tự tin nổi, huống chi các cô. Đại khái chỉ có nữ nhạc sĩ mới có thể cạnh tranh với nghề nghiệp ái dục. Nữ Vương thở phì phì nói, thì ra hắn thích cái tay, hừ, khó trách sẽ coi trọng Quan Nhã, bây giờ lại cặp với Annie này, ngực cô ta cũng thật lớn. Hai người nói chuyện chú ý chút nha, tôi là người Tùng Hải, tiếng thành phố bàn giải các người tôi cũng nghe hiểu trương nguyên thanh cắt ngang hai người rủ rỉ nói chuyện không đâu á à, tại linh hy cả kinh nũng niệu nói ca ca người ta đều là nói giỡn thôi trương nguyên thanh ta nói các người cũng chỉ bắt nạt an nghe không hiểu tiếng địa phương hắn ăn xong bánh chưng nhân thịt nhét túi rác vào khe ở cửa xe lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn cho ma nhãn thiên vương nguyên thủy thiên tôn thiên vương tôi đang ra ngoài du lịch muốn từ tùng hải đến tây nam vùng vân quý ven đường tính thay trời hành đạo, anh có tình báo nghề nghiệp tà ác hay không? Ma nhãn thiên vương, chờ chút. Vài phút sau, ma nhãn thiên vương gửi đến một chuỗi dài danh sách. Trương Nguyên Thanh kích động click vào xem, sau đó phát hiện không đúng, bởi vì tên bên trên đều là tên họ giản dị tự nhiên, không phải ai đi linh cảnh. Ma nhãn thiên vương, đây là danh sách tham quan ô lại tỉnh Giang Nam, Phúc tỉnh, hai tỉnh Vân Quý, số lượng không nhiều, cậu dùng tạm đi. Giá trị đạo đức của tôi có hạn, đang lo không có cách nào thu thập bọn họ, giao cho cậu. Giao cho tôi. Nô tỳ không làm được đâu. Trương Nguyên thanh tráng nổi gân đen, nhập vào tin nhắn, tham quan ô lại tự có pháp luật xử trí. Nghĩ một chút, xóa nội dung đi, một lần nữa soạn, nhưng tôi càng muốn săn giết nghề nghiệp tà ác hơn. Rất nhanh, Ma Nhãn Thiên Vương một lần nữa gửi đến một phần văn kiện. Ma Nhãn Thiên Vương, binh chủ giáo hoạt động ở phương Bắc, Tây Nam mạng lưới tình báo mỏng yếu, chỉ có từng đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đa Tạ Thiên Vương, có rảnh cùng nhau giết tham quan. Hắn mở ra văn kiện, cẩn thận đọc xong, sau đó mang ghi chép chắc cùng nhau xóa bỏ. Trương Nguyên Thanh tựa vào ghế dựa, nhắm mắt, kết hợp tin tức đã có, ở trong đầu phát thảo ra tuyến đường hành động. Hắn vốn có ba phần tình báo, một phần đến từ quan phương, một phần đến từ y xuyên Mỹ, một phần đến từ lương thần chọn chủ mà thí, Bây giờ lại có tình báo của ma nhãn thiên vương. Bốn phần tình báo kết hợp lại, có thể đủ giết một đám nghề nghiệp tà ác rồi. Nguyên thủy tiên sinh, tôi nghe nói chấp hành quan thiên phạt dẫn đội đến Trung Quốc. Ánh mắt Annie từ điện thoại di động dời ra, tựa như vừa mới nhận được tin tức, giọng điệu nghiêm túc nói. Dẫn đầu là chấp hành quan đồng xanh cấp một liệt ma nhân, phong pháp sư cấp 7, tên nghề nghiệp, phủ khám giả. Phủ khám giả. Trương Nguyên Thanh nói, nói một chút với tôi đặc điểm của phủ khán giả hắn biết đặc tính của phong pháp sư giới hạn ở giai đoạn thánh giả tin tức cấp chúa tể không có quyền hạn tiếp xúc phủ khán giả có hai năng lực trung tâm lớn một là chúa tể bầu trời đối với kẻ địch phi hành có áp chế tuyệt đối không ai có thể ở không trung chiến thắng phủ khán giả mà nếu đứng trên mặt đất chiến đấu sẽ trở thành bia ngắm sống gặp đau gió công kích như mưa rền gió dữ annie vẻ mặt kiên kỵ nói hai là phủ khám từ cao nhìn xuống bất cứ động tĩnh nào trên mặt đất cũng khó thoát khỏi mắt phủ khám giả bọn họ có được góc nhìn từ trên cao xuống phủ khám giả cấp 7, có thể nhìn thấy động tĩnh trong phạm vi 10 dặm trương nguyên thanh thốt ra một chữ đệt nói trước nếu không cẩn thận đối đầu phủ khám giả tôi chỉ có thể rút lui hiểu an ni nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói tổng bộ hiệp hội phát đến cảnh báo quan ngoại giao của chúng tôi tìm hiểu được một tình báo liệp ma nhân rất có thể mang theo gương dự ngôn. Gương dự ngôn là đạo cụ gì? Trương Nguyên Thanh vừa nghe cái tên này liền cảm thấy không ổn. Thiên phạt năm đó tranh đoạt được hai khối mảnh vỡ la bàn, một khối trong đó chế tạo thành đạo cụ, gọi là gương dự ngôn, nó là một món đạo cụ loại quy tắc, đương nhiên, bản thân mảnh vỡ la bàn chính là loại quy tắc. Annie nói tới đạo cụ này, vẻ mặt ngưng trọng mà nghiêm túc. Đạo cụ này có được ba loại công năng tiên đoán, 1. Tiên đoán niềm hung trong một ngày của người nắm giữ 2. Tiên đoán niềm lành trong một ngày của người nắm giữ 3. Tiên đoán mục tiêu trong một ngày của người nắm giữ Quá, quá mạnh rồi nhỉ Tạ Linh Hy và nữ vương nghe mà gương mặt dại ra Lái xe cẩn thận Trương Nguyên Thanh nhắc nhở A, ồ ồ Nữ vương tập trung sức chú ý lái xe Nhưng vẫn không che giấu được sự rung động cùng hâm mộ trong ánh mắt quả thực là thần khí chơi xấu tôi nếu là có loại bảo bối này thì tốt rồi lão gia la bàn quang minh là cái gì vậy một món bảo vật cực phẩm các bán thần vì nó đánh sống đánh chết mỗi một mảnh vỡ của nó đều là loại quy tắc mảnh vỡ trung tâm càng khoa trương hơn nhưng không nên hỏi tôi khoa trương bao nhiêu bởi vì tôi cũng không biết trương nguyên thanh nói xong lâm vào trầm ngâm hắn đang lo lắng một sự kiện hắn có được mảnh vỡ thái âm bổn nguyên ở trong quan tinh thuật thôi diễn, biểu hiện là tất cả bình thường, mà không phải che chắn, phản quan tinh. Mảnh vỡ thái âm bổn nguyên có được năng lực tương tự nhân quả, cho nên thần dạ du địa vị cao lợi hại nữa cũng không phát hiện được hắn khác thường. Vậy tiên đoán thì sao? Thương dự ngôn có thể tiên đoán được nội dung liên quan hắn không, là tiên đoán bình thường, hay là trực tiếp che chắn nội dung liên quan hắn, do đó dẫn tới tiên đoán không chuẩn. Nếu là thứ sau, liền xấu hổ liệp ma nhân sẽ nghĩ vì sao nguyên thủy thiên tôn nho nhỏ lại có thể che chắn đạo cụ loại quy tắc tiên đoán kẻ này khẳng định có vấn đề trương nguyên thanh nghĩ một lát hỏi trả giá của gương dự ngôn là cái gì thiên phạt đã trao quyền gương dự ngôn cho liệp ma nhân sử dụng nói rõ đạo cụ này thường thường được sử dụng lấy thủ đoạn của đám quan ngoại giao hiệp hội mỹ thần làm rõ tin tức chi tiết của gương dự ngôn không khó không có gì là ngủ một giấc không giải quyết được nếu có, vậy để hội trưởng đến ngủ. Quả nhiên, tình báo Annie đạt được rất đầy đủ, nói. Hai cái trả giá, phân biệt là người đùa bẩn vận mệnh, cuối cùng sẽ bị vận mệnh đùa bẩn, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần chỉ có thể chọn một trong ba các, hung, mục tiêu. Từng, trả giá thứ nhất có lợi đối với mình, cho dù tiên đoán liên quan mình sai lệch, cũng có thể dùng bị vận mệnh đùa bẩn để giải thích. Gương dự ngôn phạm vi tiên đoán là một ngày, cái này ý nghĩa liệt ma nhân không thể trực tiếp tiên đoán được kết quả Bắc minh vương hoặc sự kiện nào đó trong quá trình, bởi vì hắn không có khả năng ở trong một ngày liền thúc đẩy sự kiện đến trình độ đó. Cái này cũng ý nghĩa, thiên phạt không thể ở trong ngắn hạn một bước đến nơi khóa mục tiêu minh vương, mình hẳn là có thể dẫn trước bọn họ. Trương Nguyên Thanh nói, không mua bánh chân nhân thịt nữa, nữ vương, trước khi trời tối đến Kha Thành, tôi cần xử lý mấy đám tiểu lâu la. Ba ngày sau, chiếc xe nhỏ màu trắng thường thường không có gì lạ đã đến ngoại thành Nam Minh thị bác quý tỉnh. Màn đêm vừa lúc buông xuống, xe chạy ở quốc lộ xám xịt, hai bên là ruộng lúa cùng dãy núi, đỉnh đầu là bầu trời đêm màu lam đen, các ngôi sao lẻ loi lóe lên. Bác quý tỉnh thật nhiều núi nha, khắp nơi đều có. Annie tỷ tỷ, sơn thủy bác quý tỉnh có thể xưng là một đặc sắc, để sau em dẫn chị đi chơi. Tạ Linh Hy ghé vào bên cửa kính xe, nhìn ngắm bên ngoài. Trong ba ngày, Bé trà xanh đã thân với Annie, trà xanh chính là rất biết kết giao bạn bè, trước nhu thuận ra vẻ dễ thương tiến vào trong lòng của ngươi, sau đó đột nhiên đâm một đao, nói, ca ca là của em. Trong ba ngày, Trương Nguyên Thanh Săn giết vượt qua 20 kẻ nghề nghiệp tà ác, phần lớn là giai đoạn siêu phàm, thánh giả chỉ có ba vị. Thái âm lực tiến bộ không ít, nhưng còn chưa tới trình độ có thể khống chế thêm một âm thi cấp 6. Annie lấy ra điện thoại di động, click bản đồ nhìn thoáng qua, du lịch không vội, chính sự quan trọng hơn. Chúng ta ở thành thị biên cảnh, nguyên thủy tiên sinh, là đi phân bộ ngũ hành minh trước, hay là quan tinh định vị? Quan tinh định vị đi, xem một chút phương vị tên kia. Trương Nguyên Thanh nói, nữ vương, vào sát bên đường dừng xe. Xe con màu trắng chậm rãi giảm tốc, dừng lại ở ven đường. Trương Nguyên Thanh thi triển tinh động thuật tới nóc xe, ngồi khoanh chân, lấy ra đại la tinh bàn bày ở trước người, đạo cụ cực phẩm này khiến quan tinh thuật của hắn trực tiếp sánh vai tinh quan chủ tu tinh thần lực, nay đã là thần khí hắn quan tinh nhất định phải có. Không có nó, Trương Nguyên Thanh tuyệt đối không định vị được Minh Vương. Hắn mở tinh mâu, đưa tinh thần lực vào kích hoạt đại la tinh bàn, ngẩng đầu quan tinh, hơn 10 phút sau, ánh sao trong hốc mắt Trương Nguyên Thanh thu liễm, lộ vẻ mặt vui mừng. Annie, chúng ta tới mục tiêu rồi. Cửa xe lập tức mở ra, người đẹp tóc vàng cao gầy quyến rũ nhảy xuống xe, vui vẻ nhìn chằm chằm trương nguyên thanh minh vương nấp ở nam minh thị trương nguyên thanh gật đầu chính là vùng này nhưng không thể tập trung vị trí cụ thể hắn có thể trốn ở thành phố này có thể trốn ở huyện thành bên dưới thậm chí nông thôn nam minh thị ở trên bản đồ cả nước chỉ có một khối nhỏ bằng hạt vừng nhưng ở trong hiện thực muốn từ trong đó tìm ra một tên nghề nghiệp tà ác am hiểu ẩn nấp giống như biển rộng tìm kim trước dùng tài khoản của quan nhã xem tình huống Nam Minh Thị một chút. Trương Nguyên Thanh quay về trong xe, nói, Linh Hy, đưa máy tính cho anh. tại Linh Hy vội vàng dân laptop của mình cho ca Trương Nguyên Thanh tiếp nhận máy tính, dùng tài khoản của quan nhã đăng nhập cơ sở dữ liệu quan phương, tìm tòi phân bộ Nam Minh. Tin tức rất nhanh đã có, phân bộ Nam Minh lệ thuộc phân bộ Thanh Hòa, do chấp sự cao cấp, truy độc giả, quản lý, linh cảnh hành giả phân bộ Nam Minh tổng nhân số 32 người, tổng cộng 6 tiểu đội linh cảnh hành giả. Trong ghi chú giới thiệu đơn giản tình huống Nam Minh Thị, Nam Minh Thị ở trong phạm vi thế lực linh năng hội phân hội khu Tây, bởi vậy vu cổ sư linh năng hội cực kỳ ngông cuồng. Lại bởi vì là thành thị biên cảnh, tập đoàn buôn lậu thuốc viện, tội phạm bỏ trốn của nước ngoài, linh cảnh hành giả bị truy nã trong nước, nghề nghiệp tà ác linh năng hội phân hội khu Tây, ngư long hỗn tạp, cho nên trị an không quá tốt. Các tổ chức phạm tội này làm buôn lậu thuốc viện, lừa bán người, gọi điện nhắn tin lừa đảo các loại hoạt động phi pháp, kiếm lời kết xù, bọn họ không những không sợ tổ chức chính phủ, thậm chí còn kiêu ngạo lùng bắt trái lại hành giả quan phương Nam Minh Thị. Kiêu ngạo đến mức làm người ta giận sôi. Mà một khi phân bộ thanh hòa tổ chức nhân thủ tổng truy quét, bọn họ liền lập tức lui về vượt biên, chạy trốn tới nước ngoài tạm lánh. Hành giả quan phương Nam Minh Thị tỷ lệ tử vong xếp top 3 ở trong phân bộ Thanh Hòa, so với Tùng Hải giàu có và đông đúc yên ổn, tình cảnh các quan phương hành giả của thành thị biên cảnh này dị thường gian nan cái này không đúng nha phân bộ thanh hòa nên là phân bộ mạnh nhất ngũ hành minh mới đúng lão tổ tông thanh hòa tộc là nhân vật có thể đánh với người đứng đầu trung đình trương nguyên thanh nhíu mày một phen hắn ngẫm nghĩ xóa phân bộ nam minh nhập vào phân bộ thanh hòa tin tức lần này tìm ra khiến hắn chấn động tỷ lệ tử vong của quan phương hành giả phân bộ thanh hòa vậy mà ở trong toàn bộ phân bộ cấp tỉnh ngũ hành minh xếp trong top 3. Trong tư liệu là miêu tả như vậy, cấp đội trưởng thường đổi mới, chấp sự hàng năm bỏ trống. Ý tứ chính là nói, linh cảnh hành giả cấp đội trưởng thường xuyên hy sinh, thánh giả số lượng không đủ, chức vị chấp sự bỏ trống, không có ai muốn đến phân bộ thanh hòa nhậm chức. Cái này không khoa học. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Thế giới linh cảnh hành giả bác quý tỉnh hỗn loạn không chịu nổi, điều này tăng lên rất nhiều độ khó bắt minh vương, mà tình cảnh gian nan của đồng nghiệp phân bộ thanh hòa, cũng khiến hắn cảm thấy hoang mang, không vui. Tuy mâu thuẫn với tổng bộ rất không thoải mái, nhưng điều này không quan hệ với phân bộ khác, nhìn thấy đồng nghiệp phân bộ tình cảnh khó khăn như vậy, hắn theo bản năng dâng lên cảm xúc cùng chung mối thù. Nơi càng loạn càng cần địa đầu xa hỗ trợ, trước đi phân bộ Nam Minh một chuyến, xin đồng nghiệp địa phương giúp đỡ một chút, Thuận tiện hỏi xem toàn bộ phân bộ Thanh Hòa là có chuyện gì. Thành thị biên cảnh hỗn loạn không thể tránh được, nhưng cũng quá thê thảm rồi, dựa theo thực lực của phân bộ Thanh Hòa không nên như thế. Xe con màu trắng đổ máy, dọc theo quốc lộ tiếp tục tiến lên. Nửa giờ sau, xe tiến vào nội thành, lại qua nửa giờ nữa, dựa theo địa chỉ cơ sở dữ liệu quan phương ghi lại, bọn họ đi tới văn phòng cảnh sát Nam Minh thì cứ điểm phân bộ Nam Minh. Đây là một tòa nhà văn phòng cảnh sát rất có cảm giác niên đại, tường loan lỗ phai màu, lộ ra một cảm giác phong sương thành thị nhỏ tuyến 18. Trương Nguyên Thanh mang theo ba người đẹp mỗi người một vẻ tiến vào tòa nhà hành chính, đi cầu thang lên lầu 3, đi tới địa điểm làm việc của phân bộ Nam Minh. Lúc này đã là 8 giờ tối, lầu 3 đèn đốt sáng trưng, từng nhân viên văn chức sắc mặt âm trầm nghiêm túc bận rộn, đi lại vội vàng. Trương Nguyên Thanh nghe được có người nói, 8 rưỡi tiến hành bắt phân bộ Nam Minh tựa như có hành động truy bắt gì, cho nên người toàn bộ phân bộ đều đang tăng ca. Nam Minh thị nằm ở Tây Nam, cách đường biên giới rất gần, người nơi này bề ngoài khí chất có chút khác biệt với người Tùng Hải, làn da càng thêm ngâm đen, thân hình hơi nhỏ, nhưng cũng càng thêm nhanh nhẹn tháo vát. Mấy người là ai? Một người đàn ông da ngâm đen gầy gò chú ý tới bọn họ, chủ động chào đón, ánh mắt đánh giá các vị khách không mời mà đến này hắn chưa bởi vì ba cô gái xinh đẹp chất lượng cao mà thả lỏng cảnh giác ánh mắt sắc bén cẩn thận nói nơi này là khu vực nội bộ văn phòng cảnh sát không phải nhân viên công tác không thể đi vào các người muốn báo án đi đại sảnh lầu một đăng ký trương nguyên thanh nói đồng nghiệp chúng tôi là phân bộ tùng hải tới đây chấp hành nhiệm vụ bí mật nữ vương phối hợp mở ra túi sách từ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa qua phần văn kiện này là thư bảo đảm của phân bộ tùng hải Đảm bảo Trương Nguyên Thanh là thành viên phân bộ Tùng Hải, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, bởi vậy thân phận tin tức cần giữ bí mật, hy vọng các nơi phân bộ phối hợp. Trừ văn tự thuyết minh, cuối cùng còn đóng dấu con dấu của Phó Thanh Dương, cùng với một chuỗi số hiệu nhiệm vụ. Bất cứ một vị hành giả quan phương nào đều có thể nhập số hiệu ở trong cơ sở dữ liệu, sau đó tìm được phân bộ Tùng Hải lập án. Phần thư đảm bảo này là hắn đặc biệt hỏi xin Phó Thanh Dương mục đích chính là ở lúc cần thiết tiếp xúc với chính phủ địa phương một phen. Nhưng hắn không thể bại lộ thân phận, Nguyên Thủy Thiên Tôn gây thù hằn vô số, tổ chức tà ác nằm mơ cũng muốn giết hắn, trong quan phương người muốn hắn chết cũng không thiếu. Rời khỏi Tùng Hải, phải hạ thấp làm việc, vì thế hắn lợi dụng thuộc dịch dung của Y Xuyên Mỹ thay đổi dung mạo. Người đàn ông gầy gò hồ nghi tiếp nhận văn kiện, xem xong nội dung, giọng điệu cùng sắc mặt lập tức tốt lên, nói, các người đi phòng khách ngồi trước, tôi cần nghiệm chứng một lần nữa. Chỉ chỉ phương hướng phòng khách, sau đó cầm văn kiện vội vàng rời khỏi. Mấy người bọn Trương Nguyên Thanh ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ khoảng 10 phút, thẳng đến khi một người trung niên mặc trang phục lịch sự từ trong khu vực làm việc đi ra, bước nhanh nghênh đón. Các bạn là đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải phải không? Tôi là đội trưởng đội 3 Nam Minh Thị, ai đi linh cảnh học Hải vô nhai. Hắn nhiệt tình vương tay. Trương Nguyên Thanh vừa vương tay, vừa đánh giá người trung niên. Khác với người nam minh thị, người trung niên âu phục dày da này bụng vệ, khuôn mặt đầy đặn, làn da rất trắng, không giống người địa phương. Thông qua lực đạo bắt tay, độ đàn hồi của cơ bắp, trình độ căng của da thịt đến xem, hoặc là nhạc sĩ hoặc học sĩ. Mà căn cứ ID Linh Cảnh phán đoán, xác suất đại khái là học sĩ. Chúng tôi đang thực thi hành động truy bắt, nhân thủ có chút không đủ, chiêu đãi không chu toàn, các vị tới phòng khách ngồi trước một chút. Học hải vô nhai ấy nấy nói hắn dẫn bốn vị đồng nghiệp phân bộ tùng hải tiến vào phòng khách tự mình rót trà hứng nước nóng trong máy nước uống học hải vô nhai sau khi dâng trà kéo ghế dựa ra ngồi xuống nói chấp sự truy độc giả tự mình dẫn đội hành động không ở văn phòng cảnh sát mấy người có chuyện gì có thể nói với tôi có thể thỏa mãn tôi nhất định tận lực thỏa mãn trương nguyên thanh nói chúng tôi là tới bắt một tên tội phạm truy nã người nước ngoài đã trốn đến chúng ta nơi này căn cứ tình báo hữu hiệu Chúng tôi xác nhận hắn trốn ở địa giới Nam Minh Thị Tôi muốn hỏi một chút Bình thường tội phạm bỏ trốn của nước ngoài sẽ nấp ở nơi nào của Nam Minh Thị Nếu có thể Tôi muốn thông qua các anh đều lấy camera giám sát đường phố của Nam Minh Thị Học Hải vô nhai cười khổ nói Vậy lượng công việc liền lớn lắm Tình huống phân bộ mọi người cũng thấy rồi Nhân thủ căn bản không đủ Nếu không vội Có thể chờ chấp sự trở về nói sao Hắn thử nói Tên tội phạm truy nã kia cấp bậc gì, Trương Nguyên Thanh cười nói, cấp bậc không cao, một mình tôi có thể xử lý. Học Hải Vô Nhai cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi này một phen, tướng mạo thường thường, cũng không cảm giác được khí tức kẻ có địa vị cao, đại khái là nhân vật cấp đội trưởng. Bí mật bắt tội phạm bỏ trốn, lại chỉ dẫn theo ba cấp dưới, nói rõ giá trị kinh nghiệm của hắn không cao, có lẽ là cấp 3 sơ kỳ. Đội trưởng cấp 3 giá trị kinh nghiệm mát, nhân số cấp dưới cao nhất là 10 người dù sao có cái gì cần cứ việc đưa ra học hải vô nhai cười nói trương nguyên thanh vừa lúc muốn thăm dò tình huống phân bộ thanh hòa lập tức nói tôi lần đầu tiên đến bác quý tỉnh trên đường tra xét tư liệu phân bộ nam minh không toàn bộ phân bộ thanh hòa tình cảnh đều không tốt lắm nha đây là có chuyện gì vậy nếu nhớ không lầm thanh hòa tộc thực lực rất mạnh mới đúng cái này học hải vô nhai một lần nữa cười khổ phân bộ thanh hòa là rất mạnh nhưng cái này không quan hệ với chúng ta toàn bộ phân bộ thanh hòa thật ra chia làm hai phái lớn một phái là các phân bộ lệ thuộc trực tiếp ngũ hành minh một phái chính là thanh hòa tộc thanh hòa tộc tuy quy thuận quan phương chúng ta nhưng thật ra nghe điều không nghe tuyên vị lão tổ tông kia của thanh hòa tộc lại cấm đoán tộc nhân có quá nhiều tiếp xúc với bên ngoài căn bản không thể trông cậy vào bọn họ nghe qua giống như là chư hầu bé trà xanh bình luận không khác biệt lắm Học hải vô nhai nhún nhún vai, thanh hòa tộc lúc trước quy thuận quan phương vốn là không tình nguyện, về sau liền nói, bọn họ chỉ cam đoan bác quý tỉnh trật tự không tan vỡ, tự xưng là định hải thần châm, nhưng thật ra nghề nghiệp tà ác có giá trị công đức trói buộc. Dù muốn khiến bác quý tỉnh trật tự tan vỡ cũng không làm được nha. Chật, thanh hòa tộc đám người này, kinh phí hàng năm tổng bộ phát xuống muốn lấy đi 80%, cái gì cũng không làm, rất gian xảo trơn trượt đồng nghiệp chúng tôi rơi đầu đổ máu nóng, mỗi người lương hàng tháng chỉ có 6.000. Hắn đột nhiên dừng lại, cười gượng nói, nói lỡ rồi nói lỡ rồi, các người nghe một chút là được rồi, đừng để vào trong lòng, càng đừng nói ra ngoài nha, bằng không tôi sẽ rất xấu hổ. Nói những thứ này với mấy đồng nghiệp xa lạ, rõ ràng là trong lòng oán giận đã lâu, thanh hòa tộc quả thật quá phận. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, tổng bộ biết không? Đặc thù của phân bộ Thanh Hòa hắn có nghe nói, nhưng không ngờ nghiêm trọng ác liệt như vậy tổng bộ đương nhiên biết nhưng lại có thể thế nào đây thanh hòa tộc trước kia cũng từng buôn ma túy bọn họ ở trong thập vạn đại sơn thiếu tiền con đường kiếm thường quy không có tiền cũng chỉ có thể đi tà môn ma đạo bây giờ thì rất tốt coi như hàng năm tiêu tiền mua bọn họ an phận ổn định quan trọng nhất mà học hải vô nhai cười nói cười rất nghề nghiệp hóa cũng rất bất đắc dĩ Tiêu nhiều tiền như vậy nuôi một đám tổ tông, các người không bằng mời ma nhãn thiên vương đến trừng gian trừ ác. Trương Nguyên Thanh Trầm Ngâm nói, tôi thấy trên tư liệu nói, tổ chức tà ác cực kỳ ngông cuồng, có đôi khi còn có thể lùng bắt các người. Đó là Linh Năng Hội làm, tổng bộ bọn họ ngay ở Điền tỉnh Cách Vách, chúng tôi nơi này cũng là phạm vi thế lực của Linh Năng Hội, thế lực quan phương ở biên cảnh quả thật yếu chút, nhưng chúng tôi cũng thói quen rồi, bình thường khiêm tốn hạ thấp là được học hải vô nhai chẳng hề để ý nói tổ chức tà ác ở thành thị biên cảnh thế lớn lại có thể rời khỏi biên giới bất cứ lúc nào ẩn nút ở các nước đông nam á cực kỳ khó chơi mấy năm qua thật ra đang chậm rãi tốt lên tổng bộ hàng năm đều sẽ hướng mấy tỉnh biên cảnh vận chuyển tinh anh lại thêm con đường kiếm tiền của linh năng hội dần dần nhiều lên xung đột tuy thường xuyên có nhưng không trước kia kịch liệt như vậy trước kia mới thảm cơ hành giả quan phương bản địa thường xuyên bị linh năng hội tội phạm xuyên quốc gia giết cả nhà, phân bộ chúng tôi có đồng nghiệp, 10 năm không dám về nhà, người nhà cũng đều cho rằng hắn đã chết. Đồng nghiệp bản địa đều đang liều mạng gom tiền, gom đủ tiền đưa người nhà rời tỉnh, như vậy liền không vướng bận nữa. Đồng nghiệp nơi khác điều tới, đại bộ phận đều làm không đủ 3 năm, đến đây nơi này không vượt qua 3 tháng, đã điên cùng viết xin thư, muốn điều đi. Trương Nguyên Thanh đánh giá hắn, anh Thoạt nhìn không giống người bản địa. Ồ, tôi là từ ngoài tỉnh điều tới, 10 năm. Học hải vô nhai nói. Sao anh không điều đi? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vốn là muốn đi, tôi là học sĩ, tôi chỉ muốn làm học thuật làm nghiên cứu, không thích đánh đánh giết giết, điều đến chưa được một tháng tôi đã muốn đi, nhưng về sau liền không đi được nữa. Vì sao không đi được? Chiến hữu của tôi đều chết ở chỗ này, chết một đám rồi lại một đám, tôi phải thủ thay bọn họ. Trương Nguyên Thanh đang nghe chuyện trên TV Audio CV trầm mặt một lát, lướt qua đề tài này, bọn họ khống chế thế lực xã hội đen buôn lậu thuốc phiện, lừa bán người, gọi điện gửi thư lừa đảo, không cần lo lắng giá trị công đức. Học Hải Vô Nhai vừa nghe liền biết đây là vị tân thủ, bọn họ có phương pháp tẩy giá trị đạo đức. Đầu tiên, bọn họ không phải trực tiếp khống chế thế lực xã hội đen, mà là đảm đương ô dù cho bọn hắn, giải quyết một ít kẻ địch bọn hắn không thể đối phó, sau đó thu phí bảo hộ khổng lồ, Dựa vào loại phương pháp cầu sát đường biên này giảm bất khấu trừ giá trị đạo đức. Sau đó, bọn họ sẽ ở nước ngoài thiết lập rất nhiều cơ cấu từ thiện, quyên tiền kiếm được trong nước đến nước ngoài, có thể cướp lấy từng đống giá trị đạo đức, ở trong phán đoán của Linh Cảnh, từ thiện là chẳng phân biệt biên giới. Mà các nước Đông Nam Á cũng rất vui vẻ bật đèn xanh cho bọn họ, chỉ cần quyên tiền, làm gì cũng phối hợp. Tuy tiền kiếm được hơn phân nửa đều phải quyên ra ngoài, bù lại giá trị đạo đức hao tổn nhưng vẫn là một vụ làm ăn tốt mặt khác linh năng hội cũng sẽ ở nước ngoài làm một ít việc thiện giết một chút tội phạm giúp đỡ chính nghĩa một chút chỉ cần dụng tâm phương thức kiếm giá trị đạo đức vẫn là rất nhiều chẳng qua công đức đều ở nước ngoài mà thôi không chỉ linh năng hội rất nhiều tổ chức tà ác tổ chức dân gian đều sẽ làm như vậy không phải chuyện gì mới mẻ qua một phen nói chuyện với nhau trương nguyên thanh đối với tình huống phân bộ nam minh có nhận thức tương đối chi tiết đang trò chuyện, một nữ viên chức vội vàng đẩy ra cửa kính mờ phòng khách, vẻ mặt sợ hãi nói. Đội trưởng, lão đại vừa mới mất liên lạc, có người che chắn tín hiệu của hắn, hắn cần chi viện. Học hải vô nhai đứng bật dậy, sắc mặt ngưng trọng, nhưng không bối rối, hạ đặt mệnh lệnh đâu vào đấy, thông báo đội 3 đội 4 lập tức chi viện, thông báo đồng nghiệp văn phòng cảnh sát, lập tức chi viện. Nữ viên chức tốc độ nói cực nhanh trả lời, đã thông báo, nhưng nhanh nhất cũng cần nửa giờ. Học Hải Vô Nhai tiếp tục nói, thông báo văn phòng cảnh sát phụ cận, phái trị an viên chi viện. Nữ viên chức cực gật đầu, vẻ mặt lo âu, đều đã dựa theo lưu trình ngài bố trí làm rồi, nhưng ngài biết đó, trị an viên bình thường tác dụng không lớn, chỉ có thể kiềm chế. Đạn đối với linh cảnh hành giả cấp 3 trở xuống vẫn có uy hiếp, nhưng nghề nghiệp tà ác biên cảnh cũng không phải đơn đã độc đấu, dưới trướng bọn hắn là có thế lực xã hội đen mà hỏa lực của thế lực xã hội đen so với trị an viên còn mãnh liệt hơn học hải vô nhai trầm giọng nói thứ nên bố trí chúng tôi đều đã bố trí kế tiếp mặt cho số phận là được đi ra ngoài nói cho bọn họ cứ theo lẽ thường làm việc nữ viên chức cắn cắn môi gật đầu rời khỏi trương nguyên thanh nhìn bóng lưng của cô một lần lại nhìn về phía học hải vô nhai nói đã xảy ra chuyện gì học hải vô nhai đã khôi phục bình tĩnh trầm giọng giải thích Mấy ngày hôm trước chúng tôi thu được tình báo của người cung cấp thông tin, nước ngoài có một đám buôn thuốc viện sắp tới sẽ nhập cư trái phép tới đây, giao dịch với thế lực xã hội đen bản địa, chúng tôi cùng văn phòng cảnh sát địa phương theo dõi 3 ngày, tối nay thực thi truy bắt. Chấp sự truy độc giả hẳn là gặp được mai phục, hoặc là gặp kẻ địch mạnh, đối phương có thủ đoạn che chắn tín hiệu. Nữ vương nghe đến đó, nhíu nhíu mày, có chút nguy hiểm rồi. Học hải vô nhai bất đắc dĩ cười, chuyện thường có, Quen là được rồi, ở biên cảnh chính là như thế, mỗi lần hành động đều có thể chết, lại có thể làm sao bây giờ, chung quy không thể trơ mắt nhìn bọn hắn đưa vào từng lô thuốc viện, đưa từng người đi. Nói xong, hắn đứng dậy nói. Xin lỗi, tôi phải đi ra ngoài ổn định lòng người, các cô cậu có chỗ ở chưa, nếu chưa có, tôi bảo người ta an bài một phen, nhưng chỉ có thể ở lại ký túc xá văn phòng cảnh sát, chúng tôi kinh phí có hạn, không sắp xếp được khách sạn quá cao cấp tâm tư vị đội trưởng đội ba này đã không ở đây ngoài miệng nói là điều bình thường nhưng điều bình thường không đại biểu không khẩn cấp bây giờ các anh em phân bộ gặp nguy cơ hắn có chút đứng ngồi không yên trương nguyên thanh cười nói nam minh thì các người cũng không có khách sạn năm sao đáng để ý hắn thu hồi nụ cười anh tập hợp một phần tư liệu sự kiện cho tôi cho tôi biết địa chỉ truy bắt nếu thời gian còn kịp hắn lấy ra điện thoại di động nhìn một cái tôi có lẽ có thể cứu trở về chấp sự của mấy người. Học hải vô nhai dừng bước, ngẩn ra một phen, sau đó toát ra vẻ mặt vui mừng, các cô cậu có thể hỗ trợ tốt nhất, chờ chút, tôi lập tức đi lấy tư liệu. Các đồng nghiệp tới từ Tùng Hải này cũng là một phần chiến lược không tầm thường, đặc biệt vị đội trưởng tướng mạo thường thường này, có thể được các cử vượt tỉnh đuổi bắt tội phạm truy nã, nghĩ hẳn rất biết đánh. Học hải vô nhai nhắm chừng hắn là vị thám báo, hoặc là một yêu cấp 3 lập tức sải bước chạy ra khỏi phòng khách, mười mấy giây sau quay về, đưa trở về một chồng tư liệu. Học hải vô nhai hoàn toàn không còn sự bình tĩnh vừa rồi, nói thật nhanh. Thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu thuốc viện, nòng cốt đều ở nơi này. Tin tức thân phận chấp sự truy độc giả cũng ở nơi này, địa chỉ là thôn tam phản huyện Sùng Thủy, tôi bây giờ bảo người lái xe đưa các cô cậu qua, cứu người như cứu hỏa, các vị nếu đang không có việc gấp, liền xuất phát luôn bây giờ đi. Hắn giao tư liệu cho Trương Nguyên Thanh, không người nói, kính nhờ. Còn có tư liệu chấp sự, ừm, đây là sợ chúng ta nhận lầm người ngộ thương đồng đội, còn rất cẩn thận. Trương Nguyên Thanh thu hồi tư liệu, tuyển chuyển từ chối. Chúng tôi tự có xe. Nói xong, dẫn theo đám người tại Linh Hy rời khỏi, đi ra khỏi sân lớn của văn phòng cảnh sát, đoàn người chui vào xe. Xe khởi động, lao vút đi, Trương Nguyên Thanh vừa lấy ra điện thoại di động mở ra phần mềm bản đồ, vừa nói. Sắp xếp cho mọi người một nhiệm vụ, thăm dò Nam Minh Thị một chút, tìm hiểu một phen diện mạo thành thị này, xem xem có phải thật loạn như vậy hay không, tôi đi cứu người. Tạ Linh Hy dùng sức cực đầu, ca ca cẩn thận. Nên cẩn thận là bọn hắn. Trương Nguyên Thanh búng vang ngón tay một cái, hóa thành ánh sao tiêu tán. Khu làm việc lầu ba. Học hải vô nhai đứng ở trước cửa sổ sát đất, Nhìn theo mấy vị đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải đi ra khỏi sân rộng của văn phòng cảnh sát, lái xe đi xa. Nữ viên chức vừa rồi báo cáo tình huống đột phát đứng ở bên cạnh hắn, thấp thỏm lo âu nói: "Bọn họ mới đến, có thể được không?" Phệ Học Hải vô nhai lắc đầu, đội trưởng cấp 3 của Tùng Hải đều là tinh nhuệ, rất mạnh, đương nhiên cũng không thể trông cậy hết vào bọn họ, kẻ địch có thể uy hiếp đến chấp sự truy độc giả, tất nhiên là thánh giả. Nói tới đây, hắn thở dài, tận sức người nghe mệnh trời đi, tôi hoài nghi người cung cấp thông tin cho tình báo có vấn đề, chúng ta có thể bị người ta câu cá rồi. Nữ viên chức kinh ngạc một phen, ngày sau không nhắc nhở bọn họ. Bọn họ không phải tay mơ. Học hải vô nhai chợt khẽ cười khổ một tiếng, tôi không dám nhắc nhở, tôi sợ bọn họ không đi. Nữ viên chức cũng cười khổ theo một tiếng. Thông tam phản huyện sùng thủy. Nơi này ở những năm tám không là tụ điểm tàn chứa thuốc viện tiếng thối rõ ràng, bởi vì gần biên cảnh, phụ cận thường có băng đảng tội phạm quy mô tương đối lớn hoạt động. Người sinh sống ở nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều giấu vật phẩm vi phạm lệnh cấm. Sau đó ông đoàn, kèm súng, hình thành một cấm khu người chấp pháp không dám dễ dàng giao thiệp. Băng đảng tội phạm liền lấy thôn tam phản làm lô cốt đầu cầu, phán tán ra vật phẩm vi phạm lệnh cấm, khuếch tán đến toàn bộ tỉnh Bắc Quý, thậm chí cả nước. Đến đầu những năm 90, bên trên phái quân đội tới bao vây tiểu trừ, nhổ thế lực xã hội đen chiếm cứ ở nơi này, tịch thu thuốc viện. Sau đó theo kinh tế khôi phục cùng đã kích nặng nề, bầu không khí buôn lậu thuốc viện không nói quét sạch, ít nhất đại bộ phận mọi người đã có nghề nghiệp mới. Nhưng độc sóc lại chưa tan, bất cứ nơi nào cũng sẽ có người kiếm tiền không chính đáng, nhanh có tiền, ngưỡng cửa thấp, trả giá đơn giản là bỏ qua đạo đức cùng dẫm lên pháp luật. Vương Đức Phát trong thôn chính là một người như vậy. Ngày xưa là lưu manh trộm gà bắt chó, không làm ăn tử tế, cũng không muốn làm ruộng, vài mẫu đất trong nhà quanh năm bỏ hoang. Về sau nghiện thuốc viện, ở trong giới của hắn càng đi càng xa, thành một thành viên của băng đảng buôn lậu thuốc viện. Hắn ở bên thôn dựng một trại nuôi heo, nhưng đây chỉ là nghề nghiệp ở mặt ngoài, sau lưng là lô cốt đầu cầu băng đảng buôn lậu thuốc viện, gánh vác giao dịch, cứ điểm các loại tác dụng. Địa điểm chiến đấu ngay trong trại nuôi heo. Bảy tám chiếc xe bị bắn thành cái sàn đổ ở ngoài trại nuôi heo, có mấy chiếc xe trên thân còn trải rộng dấu vết lửa thiêu khói hung. Bên cạnh xe có thi thể đẫm máu, máu tươi nóng hổi từ trong vết đạn ồ ồ chảy ra, bọn họ là quan phương hành giả cùng trị an viên của phân bộ Nam Minh. Lần hành động này tổng cộng có 9 linh cảnh hành giả, 12 trị an viên tham dự, nhưng ở trong vài phút, đã có một nửa số người hy sinh ở trong đỏ súng. Thật sự giết chết bọn họ là cổ độc. Làm phía chính phủ trường kỳ tiếp xúc với linh năng hội, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nhân viên chấp pháp đều sẽ đeo mặt nạ phòng độc. Cổ độc giai đoạn siêu phàm đã sớm không thể uy hiếp đến bọn họ, nhưng hôm nay gặp tình huống ngoài ý muốn, trong băng đảng buôn lậu thuốc viện có một vị thông linh sư cấp bậc cao. Cổ độc hắn phóng ra không màu không mùi, sau khi tiếp xúc làn da liền lập tức xâm nhập, không nguy hiểm đến tính mạng, lại sẽ làm người ta bủng rủng toàn thân. Lúc này, trị an viên cùng quan phương hành giả sống sót lấy thân xe yểm hộ, kéo dài hơi tàn trạng thái trúng độc chưa nghiêm trọng thêm bởi vì vị thông linh sư kia đang đối phó chấp sự truy độc giả tiểu vương tín hiệu khôi phục chưa đội trưởng đội một quát chưa người trẻ tuổi tên là tiểu vương đeo mặt nạ phòng độc tránh ở sau đầu xe một chiếc xe khác thao túng một chiếc máy tính điện thoại vệ tinh đâu điện thoại vệ tinh cũng vô dụng lũ chó kia dùng thủ đoạn phi thường quy có thể là đạo cụ chúng ta không liên hệ được phân bộ không thể báo cáo tình huống kẻ địch. Tiểu vương hùng hổ nói. Chúng ta hẳn là bị người cung cấp thông tin bán đứng rồi, lần giao dịch này là bẫy, Linh Năng Hội muốn xử lý chấp sự truy độc giả. Báo cáo cũng vô dụng, phân bộ chúng ta không có thánh giả, trừ phi hướng thành phố Hồng Lâm cách vách cầu viện, nhưng không còn kịp rồi. Đội trưởng kia nhìn phía đông trại nuôi heo một lần, nói, cậu cùng các anh em thủ ở nơi này, tôi đi giúp chấp sự. Đi cc, tiểu vương nổi giận nói đi chịu chết sao thánh giả chiến đấu anh xen vào cái gì chờ độc tính qua lập tức rút lui đây là quy cũ ở quan phương cấp dưới rất ít nói chuyện với cấp trên như vậy nhưng ở phân bộ nam minh mọi người đều là anh em sống chết có nhau quy cũ nam minh thì chính là bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ giữ lại thực lực là tôn chỉ số một thành thị biên cảnh trị an hỗn loạn nghề nghiệp tà ác trong nước ngoài nước tụ tập đãi ngộ của phân bộ cũng không tốt dẫn tới quan phương hành giả đều không muốn tới đây thiếu nhân thủ là vấn đề mỗi phân bộ biên cảnh đều phải đau đầu gặp loại tình huống này chết một người tốt hơn chết một đám chết một chấp sự tổng bộ còn có thể trong thời gian ngắn cắt cử chấp sự mới nếu chết một đám hành giả quan phương vậy phân bộ liền xong rồi tổng bộ cũng rất khó ở trong thời gian ngắn sắp xếp một lượng lớn hành giả quan phương bù vào đây là lựa chọn phải làm ra Tôi không bảo các cậu theo tôi cùng tiến lên, mọi người cứ theo lẽ thường rút lui là được. Đội trưởng đội 2, Lương Sơn Thủy Sư, nhặt lên súng ngắn của trị An Viên bỏ mình ở bên cạnh, hai khẩu súng đồng loạt bắn, vừa hỏa lực áp chế kẻ địch, vừa thấp giọng nói. Tôi đi kéo dài thời gian, để chấp sự chống đỡ thêm một lúc, không chừng có thể chống đỡ tới lúc viện binh đến. Gặp mấy kẻ địch ngắm bắn bên này bị mình bắn bức bách lùi về công sự che chắn, hắn không lưng, đang muốn lao ra, nhưng tiểu vương phía sau đột nhiên bổ nhào ngã hắn chó má anh đang nói cái chó má gì vậy tráng tiểu vương nổi gân xanh nổi giận không có cứu viện nữa anh cũng nói phân bộ chúng ta không có thánh giả chờ thánh giả của hồng lâm thì tới đây đồ ăn cũng nguội hết rồi đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì người cái dừng bút chính là muốn chịu chết đem mình khi vật hy sinh đổi chấp sự đi ra lương sơn thủy sư mở mồm mắng chửi khuỷu tay thúc một phát vào ngực tiểu vương muốn đánh bật hắn ra chết một đội trưởng mà thôi tổng bộ có thể lấy thời gian ngắn nhất điều đến một người nhưng nếu chết một chấp sự cấp năm thánh giả cũng không phải là rau cải trắng nhiệm kỳ của chấp sự mới sẽ rất dài đến đây cũng không nhất định muốn làm tiếp một chấp sự ổn định thời gian dài quan trọng bao nhiêu cậu không biết sao kẻ này rõ ràng trúng độc suy yếu lại bộc phát ra lực lượng thật lớn lương sơn thủy sư dãy mấy lần thế mà chưa thể đánh bật hắn ra bột bột bột. Mưa đạn trút xuống, bắn xuyên vỏ xe, cắm vào bên trong đầu xe. Lương Sơn Thủy Sư lập tức thu khuỷu tay, ấn đầu tiểu vương xuống, quát. Nghe, nghe, vương tiểu nhị, anh họ của cậu chính là kẻ hút thuốc viện, hút thê ly tử tán, hút cửa nát nhà tan. Cậu từng nói, ở năm ấy cậu đọc cấp 3, hắn bán đứa con lớn 3 tuổi, chỉ vì mấy vạn tệ tiền hút thuốc viện, chị họ cậu bởi vì việc này uống thuốc sâu tự sát. Hắn là bại hoại của gia tộc các người, mỗi người nhắc tới hắn đều nghiến răng nghiến lợi, cậu một lần muốn thừa dịp chưa tròn 18 tuổi, sách đao giết hắn. Vương Tiểu Nhị ngẩng người, giận tím mặt. Đừng nhắc tên khốn đó với tôi, đều là con mẹ nói chuyện của năm xưa rồi, anh là vì chọc giận tôi là sao, đúng vậy, anh thành công chọc giận tôi rồi đó, đậu má. Khi nói chuyện, nâng cánh tay hướng về trại nuôi heo bên kia bắn bừa mấy phát. Anh họ cậu là tên khốn, nhưng cậu có từng nghĩ không, hắn cũng không muốn khốn kiếp nha. Giọng lương sơn thủy sư bỗng nhiên trầm thấp, thuốc viện thứ này cậu biết, càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng đáng sợ, nghiện rồi liền không cai nổi, chết cũng không cai được. So với thuốc viện bây giờ, nha phiến ma túy chỉ là kẹo làm ẩm cổ họng, đến cái rắm cũng không bằng. Giống anh họ cậu loại người khốn kiếp này, biên cảnh còn có rất nhiều rất nhiều. Có bao nhiêu người trở thành bại hoại gia tộc, có bao nhiêu đứa nhỏ bị bán đi việc của chúng ta tựa như trị thủy, nơi nào hở thì bịt nơi đó, nhưng chấp sự một khi chết, đập lớn liền đã vỡ, nước lũ sẽ bao phủ toàn bộ Nam Minh Thị, toàn bộ bác quý tỉnh, chảy về phía cả nước. Kẻ khốn kiếp giống anh họ cậu sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Nhị ngây dại. Tiếng súng không ngừng vang lên, hỏa lực của kẻ địch liên tục trút xuống, tốc độ nói của Lương Sơn Thủy Sư cũng càng lúc càng nhanh. Năm trước cậu ở phân bộ Thanh Hòa trong thi đấu đoạt được hạng 3 giai đoạn siêu phàm, chấp sự từng hỏi cậu, có muốn đi thành thị khác phát triển không? Cậu đã từ chối, cậu vì sao từ chối? Bởi vì nơi này là quê hương của cậu, cho nên cậu không muốn đi, cậu muốn lưu lại phòng thủ. Nhưng mà nơi này, con mẹ nó cũng là nhà của lão tử. Vương Tiểu Nhị hốc mắt đỏ bừng, tay lại buông lỏng ra. Lựa chọn con đường này thì đừng sợ chết, chờ cấp bậc cậu tăng lên rồi, cậu đáng chết cũng phải chết, dám rời khỏi Nam Minh, lão tử thành quỷ cũng không buông tha cậu lão tử 10 năm không về nhà cậu nhớ rõ có rảnh thay tôi thăm cha mẹ lương sơn thủy sư một cước đá văng hắn như mũi tên trời cung chạy ra ngoài pằng 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 tiếng súng liên tiếp vang lên bên chân lương sơn thủy sư bắn tung lên từng mảng bụi bặm đó là viên đạn hất tung bụi đất rất nhanh thân thể hắn cũng bắn tung tóe bọt nước viên đạn đã bắn trúng hắn Lương Sơn Thủy Sư không để ý tới một chút nào, kiên trì nhắm bóng tối hướng đông chạy như điên, hắn là thủy quỷ, công kích vật lý bình thường không thương tổn được hắn. Kiểm hộ đội trưởng Vương Tiểu Nhị hốc mắt đỏ lên trống to, thò nửa cái đầu ra, hai tay cầm súng, không ngừng bóp cò súng. Hắn biết rõ bị động của thủy quỷ, bị động của mỗi thủy quỷ đều là có cực hạn, không có khả năng duy trì mãi, tựa như nín thở, bạn chung quy phải đổi hơi, một khi liên tục bị đạn công kích, khi đổi hơi, sẽ bị bắn thành cái sàng. Mà đội trưởng đã trúng cổ độc, thân thể không ở trạng thái toàn thịnh. Bằng Một tiếng vang lớn bao trùm tiếng súng ngắn quanh quẩn ở trong bóng đêm. Súng bắn tỉa Trong lòng vương tiểu nhị quen thuộc súng ống đột nhiên trầm xuống, sau đó, hắn nghe thấy trong bóng tối nơi xa truyền đến tiếng vang máu thịt chia lìa cùng tiếng té ngã. Vương tiểu nhị biến sắc hẳn, quay ngoắt đầu lại, lương sơn thủy sư ngã xuống trong vũng máu đầu gối bị viên đạn đường kính lớn xé rách, chỉ nối bằng một tầng da. Trong trại nuôi heo có một tay súng bắn tỉa, tài bắn súng không kém gì hắn. Tay súng bắn tỉa một mực ngủ đông không nổ súng, tùy ý hai bên sống mái với nhau, vừa rồi sâu sắc bắt giữ được thời gian đổi hơi của đội trưởng, một đòn trúng mục tiêu. Thám báo, đây là một vị thám báo xa ngã. Vương Tiểu Nhị thấy rõ ý đồ của tay súng bắn tỉa, nhiệm vụ của tay súng bắn tỉa là mang tất cả mọi người đều áp chế ở hiện trường sống mái với nhau, bảo đảm thông linh sư của linh năng hội thuận lợi vây giết chấp sự. Cứu người, cứu người nha! Vương Tiểu Nhị sắc mặt giữ tận rít gào một tiếng, không chút do dự, nghiêng ngã lão đảo xông ra ngoài. Khóe miệng kẻ tập kích nấp trong bóng tối đang nhếch lên nụ cười lạnh, nhắm Vương Tiểu Nhị. Hắn chưa giết thủy quỷ kia, chính là đang vây điểm đánh viện binh, hắn chắc chắn hành giả hợp pháp quan phương sẽ cứu đồng đội đạo đức, hữu tình, chính nghĩa, vĩnh viễn là điểm yếu trí mạng của những kẻ này. Vương Tiểu Nhị chỉ là thám báo cấp 2, trong bóng đêm không thể nhìn thấy vị trí cụ thể của tay súng bắn tỉa, không thể phán đoán đường đạn. Nhưng lấy tốc độ của súng bắn tỉa, mặc dù dự đoán được đường đạn, tố chất thân thể của thám báo cấp 2 cũng không làm được tránh đi viên đạn bắn tỉa, huống chi hắn bây giờ còn có chút suy yếu bủng rũng Nhưng Vương Tiểu Nhị thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, hắn chính là đi ra làm bia ngắm sống. Hắn chưa đánh tiếng với đồng đội phía sau, thậm chí không có ánh mắt giao lưu, nhưng Vương Tiểu Nhị tin tưởng, ở một khắc đó mình trúng đạn, đồng đội phía sau sẽ cứu đi Lương Sơn Thủy Sư. Mặt khác, hắn chỉ có trúng đạn, mới có thể thông qua đường đạn xác định kẻ địch ở phương vị nào, trước khi chết hắn sẽ đáp lễ một phát súng, nếu vận khí tốt có thể giết chết tay súng bắn tỉa, vận may kém bắn trượt, có thể ép tay súng bắn tỉa rụt cổ, sáng tạo thời gian cho đồng đội cứu người. Bằng Nòng súng tối đen thon dài phun lửa, viên đạn đường kính lớn xoay tròn rời nòng tốc độ cao. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, vương tiểu nhị nghiêng ngã lão đảo vậy mà lại kiệt sức né tránh xê dịch thân thể cứng đờ, sự sâu sắc đến từ thám báo, khiến hắn dự cảm được cái chết của mình. Đúng lúc này, một bàn tay không chút dấu hiệu từ sau vai hắn vương ra, lòng bàn tay đẩy về phía trước. Viên đạn xoay tròn tốc độ cao giống như va chạm vào tường khí vô hình, mềm mại, dốc hết toàn lực xoay tròn, nhưng trước sau không thể khoan thủng tầng phòng ngự đó. Biến hóa bất thình lình xảy ra, khiến tất cả mọi người đều ngây cả người. Vương Tiểu Nhị ngơ ngác nhìn một màn này, phía sau hai quan phương hành giả hướng về Lương Sơn Thủy Sư chạy như điên cũng cứng ngắc ở tại chỗ, không biết nên tiến hay lui. Đừng thất thần, đang đánh đó. Thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, Vương Tiểu Nhị thấy cổ tay cái tay kia xoay lại, bấm tay nhẹ nhàng búng, Viên đạn bắn nhanh đi, xuyên thấu bóng tối, biến mất ở trong trại nuôi heo, bên trong chợt truyền đến một tiếng phốc, là tiếng thi thể ngã xuống đất. Con người vương tiểu nhị kịch liệt co rút lại, thần kinh căng lên từng sợi, giống như ở trong rừng ngẫu nhiên gặp mảnh hổ, loại cảm giác nguy cơ adrenaline tăng vọt đó khiến da đầu hắn phát tê. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Tay không tiếp viên đạn bắn tỉa, trong nháy mắt đánh gục thám báo ẩn nấp trong bóng tối chấp sự truy độc giả cũng không thể thoải mái làm được một bước này đừng sợ viện binh thanh âm kia phía sau trấn an vương tiểu nhị một câu búng ngón tay tách khẽ cười nói xử lý bọn hắn vừa dứt lời một bóng đen từ bên đường nhỏ cỏ xanh ngoài trại nuôi heo lao ra trong tay cầm một cây trường đao màu đỏ trầm rầm rầm lao về phía trại nuôi heo nhảy qua chướng ngại vật bố trí từ xe hơi màu đen tằng 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 Đám buôn thuốc viện canh giữ ở ngoài trại nuôi heo điên cuồng bắn. Ở biên cảnh hơi hỗn loạn, các hành giả tầng dưới chốc chiến đấu vẫn lấy súng ống làm chủ, tuy cũng có thể bằng vào kỹ năng, thân pháp tránh đạn, nhưng phe phần tử phạm tội cũng có nghề nghiệp tà ác, trước khi tiêu hao hết đạn dược của địa phương. Tùy tiện xông qua vật lộn sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa trong tay băng đảng tội phạm cỡ lớn thường thường còn có lựu đạn, thậm chí súng phóng lựu những thứ đồ chơi này. Làm việc ở loại địa phương này Đầu tiên phải lén lút, lén lút được mới có thể sống sót, có mạng mới có thể chấp pháp. Nhưng tên Trình Giảo Kim nửa đường vết ra này một khi xung phong không chút lý trí, tựa như một con trâu điên. Một giây sau, một màn khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt cứng lưỡi đã xảy ra, viên đạn như mưa rào bắn ở trên người bóng đen cầm đao không né không tránh, bắn ra tiếng vang trầm gậy gỗ đập bao cát. Chưa thể phá vỡ phòng ngự, người nọ cứ như vậy đội mưa bom bão đạn lao vào trại nuôi heo, sau đó, tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi truyền đến, xen lẫn tiếng súng kịch liệt, nhưng rất nhanh ngay cả tiếng súng cũng đã biến mất. Trong trại nuôi heo tràn ngập yên tĩnh. Đám trị an viên, quan phương hành giả rút ở đầu xe nhìn nhau, cách vài giây, một vị hỏa sư cấp 2 dẫn đầu không nhịn nổi, hai tay cầm súng, họng súng hướng xuống, chậm rãi tới gần trại nuôi heo. Khi tới gần cửa nhỏ hẹp cách không đủ 5 mét, Hắn ném một quả cầu lửa vào, ánh lửa thiêu đốt chiếu sáng lên cảnh tượng chuồng heo đơn sơ, đầy đất là mảnh thi thể, máu tươi đặc sệt dọc theo mặt sàn xi măng lồi lõm lan tràn, không có một khối nào đầy đủ. Chết, chết hết rồi, hỏa sư lẩm bẩm. Vị, vị kia viện binh đâu, là viện binh à? Có người hỏi, nửa câu sau nói thật cẩn thận. Hỏa sư lại ném một quả cầu lửa vào, ánh mắt nhìn quét, kêu lên, không thấy nữa. Không thấy nữa. Vương Tiểu Nhị quay đầu nhìn quanh, vị cao thủ kia phía sau cũng không thấy nữa, màn đêm nặng nề, thanh âm vừa rồi giống như là ảo giác. Đột nhiên, ánh mắt hắn co lại, thấy cạnh cái chân gãy rời của Lương Sơn Thủy Sư đánh rơi một ống tim màu vàng nhạt. Sinh mệnh nguyên dịch Vương Tiểu Nhị vừa mừng vừa sợ, hô to, là viện binh, là viện binh của quan phương. Chỉ có người một nhà mới sẽ để lại sinh mệnh nguyên dịch quý giá như thế, tổ chức hợp pháp dân gian, cao thủ thanh hòa tộc, Vị cao thủ thần bí kia không những là viện binh, còn là nhân vật lớn, nhân vật lớn thông cảm với hành giả tầng dưới chót. Thật là viện binh. Các quan phương hành giả cùng trị an viên may mắn còn sống sót như trút được gánh nặng, khuôn mặt dính đầy vết máu cùng mồ hôi lộ ra vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với thoải mái như trút được gánh nặng. Vương Tiểu Nhị lão đảo chạy như điên tới bên cạnh đội trưởng, nhặt lên sinh mệnh nguyên dịch liền đâm vào tĩnh mạch cổ. Lương Sơn Thủy Sư mất máu quá nhiều rất nhanh tỉnh lại, câu đầu tiên khi mở mắt ra, đệt, lão tử thế mà chưa chết. Viện binh đến rồi, viện binh đến rồi, hơn nữa là viện binh rất mạnh, Vương Tiểu Nhị vừa mở miệng, đã bị Lương Sơn Thủy Sư phất tay ngắt lời, tôi vừa rồi còn chưa ngất, súc sinh trong trại nuôi heo bị chém sạch mới ngất. Vương Tiểu Nhị cười tươi, nói, ngài cũng sắp chết rồi còn vững vàng như vậy, vậy ngài đội trưởng đã nhìn thấy chưa, cứu viện là ai? lương sơn thủy sư lắc đầu đưa lưng về phía tôi chưa nhìn thấy vậy hắn biến mất như thế nào tôi hoảng hốt một phen chưa thấy rõ có thể là mất máu quá nhiều nhưng mà viện binh ở đâu ra vậy vương tiểu nhị bình tĩnh lại thành phố chúng ta không có loại nhân vật lớn này nha chẳng lẽ là phân bộ tây ni nhưng cũng không kịp nha phân bộ tây ni là phân bộ lớn nhất tỉnh bát quý có hai vị trưởng lão tọa trấn nhưng cách nơi đây hơn 400 km. Trưởng lão cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn chạy tới. Hai người nhất thời trầm mặt. Chuyện không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao chấp sự được cứu rồi, sau khi hành động kết thúc tự nhiên biết. Lương Sơn Thủy Sư nói. Vương Tiểu Nhị dùng sức gật đầu. Lương Sơn Thủy Sư đột nhiên nói, những lời kia lúc trước tựa như có chút ra vẻ quá, quên nó đi, tôi không muốn ngày mai ở trong phân bộ nghe được bất luận kẻ nào đề cập yên tâm, tôi cũng không phải viên đình kia của Thái Nhất Môn. Phía đông trại nuôi heo là từng mảng lớn đất hoang, mọc đầy cỏ dại, lầy lội ướt ác. Tuy độc giả là kiếm khách ngoài 30 tuổi, làn da ngâm đen, dung mạo thật ra rất anh Tuấn, nhưng hàng năm gió thổi nắng phơi khiến làn da trở nên thô ráp, anh Tuấn không quá rõ ràng nữa. Trừ ngâm đen cùng thô ráp, đặc thù duy nhất của khuôn mặt là mất lông mày, chân mày bên trái chỉ có một nửa. Lúc này, Truy độc giả khoác một bộ giáp mây phát ra ánh sáng xanh lá âm u, tay cầm một cây trường kiếm ánh bạc lấp lánh, đang chiến đấu cuốn lấy một con dáng hình người. Người dáng cao 3.5 mét, khôi ngô lại linh hoạt, chỗ cổ tay mọc ra hai cây chất sừng bén nhọn dài một mét, hoặc đâm hoặc gạt hoặc chém, đánh bất phân thắng bại với truy độc giả. Luận năng lực cận chiến, thông linh sư cũng không phải đối thủ của kiếm khách, nhưng cổ độc mùi đậm đặc trải ở trong không khí, theo hít thở xâm nhập trong cơ thể truy độc giả, tầm ăn rỗi sinh cơ của thân thể này. May mắn thân là chấp sự cấp năm hắn coi như có chút của cải, đạo cụ giai đoạn thánh giả cả thảy hai món, áo giáp một yêu đã có thể khôi phục thể lực, giải độc lại có thể tăng cường phòng ngự. Kiếm là vật báo chém sắt như chém bùn, có thể dễ dàng cắt giáp trụ cứng rắn của người gián. Nhưng truy độc giả vẫn cửu tử nhất sinh, trừ người gián, bên cạnh còn có một thông linh sư, thông linh sư này dáng người thấp bé, giống như chuột, móng vuốt to ngắn kẹp một cây ống trúc đen dài nửa mét, kèm theo thức phúc thêm vào tên khí phốc phốc như mưa. Tuy độc giả vừa chống đỡ người gián công kích, vừa đề phòng mũi tên khí đánh lén, giống như đang đi trên dây, có chút vô ý sẽ mất mạng. Mà dù vậy, kiệt sức cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai vị thông linh sư lộ số cực kỳ nham hiểm, một người chủ công, một người áp trận, con chuột lớn áp trận chỉ đánh lén không áp sát, một khi truy độc giả ý đồ đào tẩu, con chuột lớn áp trận có thể lập tức ngăn trở. Mà hai người áp sát chiến đấu, rất dễ dàng để chấp sự cấp 5 của phân bộ Nam Minh Đào Tẩu. Ha ha, truy độc giả, thật ra tình báo ngươi thu được không sai, chúng ta quả thật có một lượng lớn thuốc phiện muốn đưa vào, chẳng qua không phải hôm nay, là ngày kia. Con chuột lớn phun ra hai mũi tên độc, cười giả dối. Giết ngươi, thuốc phiện có thể nhanh chóng khuếch tán ở Nam Minh Thị, lấy thời gian ngắn nhất đưa đến các nơi của bác quý tỉnh lại chảy về phía cả nước, đến lúc đó muốn ngăn chặn lô thuốc viện này liền khó khăn. Tuy độc giả mặt lạnh lùng, các người sẽ không thực hiện được. Người gián đâm song kiếm, giận dữ cười lên vang ong ong, việc chết còn mạnh miệng, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ai có thể cứu ngươi. Trại nuôi heo bên kia tiếng súng dừng lại rồi, anh em ngươi mang đến đã chết sạch, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Khuôn mặt truy độc giả hiện lên một tia đau đớn, cắn răng cắn tới mức cơ hàm gồ lên, nhưng kiếm chiêu tựa như không loạn bộ pháp trôi chảy như cũ kiếm khách có ý chí sắt thép ý chí chiến đấu vĩnh viễn sẽ không sụp đổ trắc một tiếng xương khớp vỡ vụn đột ngột truyền đến người dáng và truy độc giả đang giao chiến ăn ý lui về phía sau hai bước đều tự dùng khóe mắt liếc qua một cái liếc mắt này khiến người dáng sợ vỡ mật bên cạnh con chuột lớn không biết khi nào xuất hiện một thanh niên tướng mạo thường thường trong tay xách một cái đầu nhỏ máu dính non nửa đoạn xương cổ máu tươi đỏ sẫm rơi xuống từng giọt thi thể không đầu của con chuột lớn mềm nhũng gục ở một bên mặt cắt cổ be bét máu thịt chảy ra từng vòi máu tươi nóng bỏng một cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện không cần tốn nhiều sức giết chết thông linh sư cấp 5. mà bọn họ thậm chí ngay cả người thần bí này khi nào tới gần cũng không biết người dáng liên tục lui vẻ mặt vô cùng sợ hãi phát ra tiếng trống giận ong ong ngươi là ai ngươi là ai Thân là dân bản xứ bác quý tỉnh, thân là nòng cốt linh năng hội, hắn đối với thánh giả phân bộ thanh hòa rõ như lòng bàn tay, mà lấy cấp bậc của người thần bí này, chỉ sợ là cường giả cấp 6. Nhân vật như vậy cho dù phóng mắt toàn bộ tỉnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy vị như vậy. Nhưng hắn chưa từng thấy người này. Ta chỉ là một hỏa sư đến từ Tùng Hải, ai đi linh cảnh tam thanh đạo tổ. Thân thể trương nguyên thanh bốc lên ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng bóng tối, lòng bàn tay phun ra lửa, ngưng tụ thành trường đao. Một giây sau, hắn hóa thành một luồng lửa thẳng tắp lao về phía người gián. Người gián vừa muốn né tránh, con người bỗng nhiên tan rã, bày ra vòng xoáy thâm trầm. Hắn đã trúng tinh huyễn thuật. Phốt! Sợi lửa sát qua bên người, cái đầu mọc xúc tu quay cùng bay lên, rơi bịch xuống đất. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, mặt các chỗ cổ cháy đen, máu tươi phun ra từng dòng nhỏ. Cậu là Đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải Tuy độc giả cầm trường kiếm trong tay Chưa thả lỏng cảnh giác Trương Nguyên Thanh từng một tiếng Trước mặt vị kiếm khách chấp sự này Quang Minh chính đại cởi pháp bào âm dương Nhưng ở trong mắt truy độc giả Hỏa sư Tùng Hải tự xưng tam thanh đạo tổ Chỉ là phủi phủi tro bụi trên quần áo Tuy kiếm khách có thuật quan sát nhìn thấu ảo thuật Nhưng dưới cấp bậc áp chế Truy độc giả vẫn trúng chiêu. Trương Nguyên Thanh không thể quan minh chính đại sử dụng kỹ năng của thần dạ du, thần dạ du phân bộ Tùng Hải chỉ có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng cậu thoạt nhìn căn bản không giống hỏa sư. Tuy độc giả trầm giọng nói, làm kiếm khách, chút sức quan sát này vẫn phải có. Kiến thức ít thì hỏi thăm thêm, Tùng Hải có hai sĩ nhục của hỏa sư, một là thiên hạ quy hỏa, một chính là tôi. Trương Nguyên Thanh nhàn nhạt giải thích, sau đó nhìn về phía sau, nói Người của anh tới rồi truy độc giả nâng mắt nhìn quả nhiên thấy đám người lương sơn thủy sư sải bước chạy tới nhìn thấy chấp sự không việc gì trên mặt bọn họ toát ra nét mừng như điên truy độc giả lập tức nghênh đón câu đầu tiên nói đã hy sinh bao nhiêu anh em hy sinh bốn anh em anh em văn phòng cảnh sát hy sinh sáu người lương sơn thủy sư ảm đạm nói cơ hàm truy độc giả hung hăng căng lên nếu không phải vị chấp sự này vương tiểu nhị cảm kích nhìn về phía trương nguyên thanh chúng tôi chỉ sợ đều đã chết. Lương Sơn Thủy Sư cúi đầu thật sâu, đa tạ sinh mệnh nguyên dịch của chấp sự, phân bộ chúng tôi sẽ. Tôi gom đủ tiền sẽ trả ngài. Ngài là phân bộ nào? Phân bộ Tùng Hải, Tam Thanh Đạo Tổ. Tuy độc giả chủ động tiến lên, rốt cuộc buông lỏng cảnh giác, nhìn thật kỹ thanh niên tự xưng sỉ nhục của hỏa sư, ngài sao lại đến thâm sơn cùng cốc này của chúng tôi. Hắn tựa như không thích biểu đạt tình cảm, vẻ mặt vẫn cứng rắn như cũ, nhưng sự cảm kích trong mắt lại nồng hậu liếc một cái có thể thấy được nơi này không phải thâm sơn cùng cốc nơi này là chiến trường đáng kính trương nguyên thanh vương tây cười nói tới đây đuổi bắt một tên tội phạm truy nã vừa tới phân bộ nam minh báo danh nghe đội trưởng học hải vô nhai nói các người đã gặp mai phục đặc biệt đến xem thì ra là thế các hành giả quan phương của phân bộ nam minh bừng tỉnh đại ngộ hóa giải nghi hoặc cuối cùng nụ cười trên mặt theo đó nhiệt tình may mắn vị chấp sự cao cấp này tới đây làm việc nếu không phân bộ nam minh đêm nay chắc chắn gặp tai ương ngập đầu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha